Bộ Xây dựng cho biết theo quy định của pháp luật, đất giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án là có thời hạn, nhưng người mua nhà ở được sở hữu với thời hạn ổn định lâu dài. Điều dung trên được Bộ Xây dựng, cơ quan chủ trì soạn thảo nêu tại báo cáo gửi Quốc hội giải trình, tiếp thu dự thảo luật nhà ở sửa đổi. Trước đó, thảo luận ở tổ về dự thảo luật nhà ở như ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị, quy định thời hạn sử dụng nhà ở gồm hai loại: không xác định thời hạn lâu dài và có thời hạn sở hữu trước ý kiến trên bộ xây dựng cho biết theo quy định thời hạn sử dụng các công trình trong đó nhà chung cư được xác định trong hồ sơ thiết kế và thời gian sử dụng thực tế theo kết luận kiểm định của cơ quan có thẩm quyền thời hạn sử dụng của công trình được ghi rõ trong văn bản thẩm định thiết kế của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về xây dựng theo bộ xây dựng cơ quan này đã bỏ quy định về thời hạn sở hữu nhà chung cư trong dự thảo luật như ý kiến kết luận của ủy ban thường vụ quốc hội